Một vụ tin và sống xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm câu chuyện đức tin. Một giờ đặc biệt. Một người cha đi làm về trễ, mệt mỏi và cáu gắt, thấy đứa con trai 5 tuổi đang ngồi chờ ngoài cửa. Ba ơi, con hỏi cái này được không ạ? Ừ được. Gì vậy con? Một giờ ba làm việc được bao nhiêu tiền hả ba? Điều này chẳng có liên quan gì đến con. Con hỏi để làm gì? Người cha nổi giận. Con chỉ muốn biết thôi. Nói cho con nghe đi. Một giờ ba làm việc được bao nhiêu tiền? Đứa bé cố nài nỉ. Nếu con buộc phải biết, ba kiếm được 20 đô la một giờ. Ôi, đứa bé cúi đầu. Sau đó nó ngước lên hỏi. Ba ơi, ba cho con mượn 10 đô la được không? Người cha bắt đầu nổi nóng. Nếu lý do duy nhất con hỏi là để mượn tiền mua một món đồ chơi ngu xuẩn hay những thứ vô nghĩa nào đó, thì con có thể đi ngay về phòng và lên giường ngủ. Hãy suy nghĩ tại sao con lại ích kỷ đến vậy. Mỗi ngày ba phải làm việc nhiều giờ liền, rất vất vả, và ba không có thời gian cho những cư xử quá trẻ con của con đâu. Đứa bé chẳng nói gì, nó bước về phòng và đóng cửa lại. Người cha ngồi xuống và ông cảm thấy tức hơn về câu hỏi của con mình. Sao nó lại dám đặt ra những câu hỏi ngớ ngẩn như vậy chỉ để xin tiền? Sau khoảng chừng một tiếng, ông bình tĩnh lại và nghĩ có lẽ mình quá nghiêm khắc với con chăng? Nó có thể đang rất cần một thứ gì đó giá 10 đô la. Với lại trước nay nó đâu có thói quen hay xin tiền như vậy đâu. Người đàn ông đi đến phòng con và mở cửa phòng. Ngủ chưa con trai? Dạ thưa ba, con chưa ngủ, con còn thức. Ba suy nghĩ rồi, chắc là ba hơi nghiêm khắc với con. Thật là một ngày mệt mỏi và ba trút hết mọi sự bực dọc sang con. Nè, 10 đô la con cần đây. Thằng bé bật dậy thích thú thét lên. À, con cảm ơn ba. Rồi nó lấy từ dưới gối ra vài tờ tiền đã nhàu nát. Khi nhìn thấy con mình đã có sẵn tiền, người cha bắt đầu tức giận trở lại. Đứa bé từ từ đếm lại tiền, quay mặt lên nhìn ba. Tại sao con có nhiều tiền rồi mà lại xin thêm nữa? Người đàn ông gằn giọng. Ba ơi, vì nó chưa đủ, nhưng bây giờ thì nó đủ rồi. Đứa con trả lời. Ba à, con đã có 20 đô la, con có thể mua một giờ của ba được không? Ngày mai ba về nhà sớm nha ba. Con muốn được ăn tối với ba. Đây là một lời nhắn nhủ ngắn gửi đến những người đang làm việc quá nhiều trong cuộc sống. Đừng nên để thời gian cứ nhanh chóng trôi qua khi bạn không dành thời giờ cho những người thực sự quan trọng với cuộc đời của mình, gần gũi với trái tim của bạn. Hãy sẻ chia 20 đô la thời gian với những người bạn thương yêu bạn nhé. Chúa yêu thương bạn. Amen.